Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Ngày 6 tháng 11, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng của thành phố đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại Đảng bộ phường Nguyễn Trãi. Tại buổi làm việc, báo cáo của phường Nguyễn Trãi nêu rõ 10 tháng đầu năm 2013, tổng giá trị các ngành kinh tế của phường đạt 484 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn được trên 7 tỷ đồng. Phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 300 hồ sơ về đất đai, xây dựng đảm bảo đúng quy trình. Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội, phường cũng đã xóa được 7 hộ nghèo và 2 nhà tạm. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường đã tổ chức kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 15 đồng chí. Hệ thống chính trị quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hà Giang đánh giá cao những kết quả mà Đảng Bộ và Nhân dân phường Nguyễn Trãi đạt được trong thời gian qua. Bí thư thành ủy yêu cầu trong 2 tháng còn lại của năm 2013, cấp ủy chính quyền phường cần ra soát cụ thể chính xác các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013. Chỉ tiêu nào đạt thấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Là địa bàn trung tâm của thành phố, phường Nguyễn Trãi cần tập trung hơn nữa để nâng cao chất lượng quản lý đô thị, đẩy mạnh công tác xã hội hóa vào chỉnh trang và xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, đồng thời đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Vừa qua, đồng chí Trần Xuân Thủy, bí thư huyện ủy Yên Minh, đã có chuyến thăm và làm việc tại các xã Thắng Mố, Bạch Đích và Sùng Thài. Làm việc tại các xã về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2013. Đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo cụ thể những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế. Nhìn chung, ba xã Thắng Mố, Bạch Đích, Sùng Thài đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đã đạt và vượt kế hoạch được giao đối với hai xã biên giới là thắng mố và bạch đích đã thực hiện tốt việc bảo vệ đường biên mốc giới đảm bảo an ninh quốc phòng các xã cũng đề xuất kiến nghị với đoàn kiểm tra về việc hỗ trợ giống và giá giống sửa chữa khắc phục xây mới cơ sở hạ tầng của các trường học đã xuống cấp hỗ trợ kinh phí cho kéo đường điện về các thôn bản khó khăn và hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nông thôn cho người dân Kết luận tại các buổi làm việc với ba xã Thắng Mố, Bạch Đích, Sủng Thài, đồng chí Trần Xuân Thủy, Bí thư huyện ủy Yên Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các xã. Đồng chí cũng đã giải thích rõ toàn bộ những đề xuất kiến nghị của các xã, yêu cầu trong thời gian tới ba xã cần nỗ lực cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân các chủ trương chính sách của nhà nước cũng như khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, chủ động đưa các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương vào nhân rộng phát triển, cần chú trọng và đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, đi kèm đó là các chế độ của giáo viên học sinh phải được đảm bảo. Trước đó, Bí thư huyện ủy Yên Minh Trần Xuân Thủy cùng các đồng chí trong đoàn đã đi thăm các trường học, kiểm tra tình hình duy trì sĩ số học sinh của các trường cũng như chế độ ăn nghỉ của các em học sinh giáo viên của ba xã. Qua kiểm tra, nhìn chung công tác duy trì sĩ số học sinh đã đảm bảo hơn trước. Tuy nhiên, một số cơ sở hạ tầng trường học, nhà lưu trú đã xuống cấp. Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Bí thư huyện ủy Yên Minh đã đến các thôn bản kiểm tra việc thực hiện bếp đun cải tiến của các hộ gia đình và thăm một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp. Ngày 7 tháng 11, đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã kiểm tra thực tế việc duy trì sĩ số và các chế độ cho học sinh bán trú trường trung học phổ thông Mèo Vạc. Là ngôi trường cấp 3 duy nhất trên địa bàn huyện, Hiện nay toàn trường Trung học phổ thông có 563 học sinh. Số học sinh bán trú là 171 em được chia thành 3 khối với 14 lớp học. Qua kiểm tra thực tế cho thấy tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt khá cao. Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên hơn một nửa số học sinh bán trú phải ở nhờ trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, cho nên việc quản lý số học sinh này đã được hai trường phối hợp tốt, đảm bảo các chế độ hỗ trợ ăn ở bán trú cho các em tại buổi kiểm tra, phó chủ tịch ủy ban dân huyện đề nghị hai trường cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong công tác quản lý số học sinh bán chú hiện nay. đồng thời tích cực vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng dạy học cho các em học sinh. các thầy cô giáo phải không ngừng xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, đoàn kết, tạo môi trường học tập, sinh hoạt sôi nổi để cuốn hút học sinh. đối với đội ngũ nhân viên bếp ăn phải được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh trong nhà trường. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trần Kim Ngọc đã đi kiểm tra khu vực tường rào đá và cầy nương ngô trên núi đá tại xã Sùng Trà. Đây là những hoạt động chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp tuần lễ du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013 sắp tới. Hội trợ thương mại huyện Bắc Mê năm 2013 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 11 năm 2013. Theo đó, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm huyện đã tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hội trợ, chú trọng kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng nhiều như thịt nướng, chân gà nướng, xúc xích nướng, thịt, giò chả, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát. Trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội dung: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ con người, bảo quản thực phẩm, quảng cáo thực phẩm. Theo kế hoạch, đoàn liên ngành của huyện Bắc Mê sẽ tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra hội trợ. Qua ngày đầu kiểm tra, các gian hàng kinh doanh thực phẩm tại hội trợ, đoàn liên ngành đã phát hiện một số cơ sở vi phạm như không mang theo giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, một số gia vị chế biến thức ăn quá thời hạn sử dụng như sữa bơ, gia vị bột điều. Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản, nhắc nhở và tiêu hủy các mặt hàng nói trên. Vừa qua, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức lễ phát động cày ải trồng cây vụ đông xuân năm 2013-2014 tại thôn Nắm Nan. Sau khi thu hoạch xong vụ mùa, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ủy ban nhân dân xã Bản Nhùng đã tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân các thôn trong xã tổ chức cày ải, làm đất, nạo vét các tuyến canh mương, điều tiết nước tưới tiêu để triển khai trồng 25 ha diện tích đối với các loại cây trồng vụ đông xuân. Việc làm đất cày ải có tác dụng làm cho đất tơi xốp, thông thoáng, nhờ đó mà cây trồng hấp thu tốt hơn các chất dinh dưỡng có trong đất, cải tạo hệ vi sinh vật đất trồng, diệt cỏ dại và các mầm mống sâu bệnh còn lưu trú, tồn dư trên đồng ruộng, hạn chế sự tồn tại sinh trưởng của côn trùng truyền bệnh, khắc phục được một số bệnh khác trên cây trồng ở vụ sau. Toàn xã Bản Nhùng hiện có 125 hectare tổng diện tích đất nông nghiệp. Sau khi thu hoạch vụ mùa xong, xã đã vận động nhân dân tổ chức cây ải được 30% diện tích. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 12 năm 2013, xã sẽ hoàn thành 100% việc cày ải ở 8 thôn bản. Dịp này hướng tới kỷ niệm ngày hội đoàn kết các dân tộc và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ủy ban nhân dân xã Bản Đồng huyện Hoàng Su Phi cũng đã tổ chức tọa đàm và khen thưởng cho các hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đồng thời tổ chức chương trình văn nghệ và các trò chơi dân gian kéo co đẩy gậy với sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân địa phương. Ngay sau khi thu hoạch xong các loại cây trồng vụ mùa năm 2013, huyện Xín Mần đã chỉ đạo các xã tập trung vận động nhân dân làm đất để gieo trồng các loại cây màu vụ đông như cây khoai tây, ngô và cây hoa màu khác. Riêng đối với cây khoai tây vụ đông năm nay, huyện tổ chức trồng tại 5 xã là Bản Díu, Thèn Phàng, Tả Nhiều, Cốc Rế và Trung Thịnh với tổng số trên 25 hectare. Có 10 hectare cây khoai tây được huyện hỗ trợ giống phân bón để các hộ tham gia trồng thực hiện chương trình sản xuất giống tại chỗ. Diện tích còn lại là giống do nhân dân tự trao đổi từ năm trước và huyện đã giúp bảo quản trong kho lạnh để trồng vào vụ đông năm nay. Để đảm bảo trồng cây khoai tây cho kịp thời vụ, ngành nông nghiệp huyện đã cử cán bộ kỹ thuật xuống từng xã để hướng dẫn nhân dân cách làm đất lên luống và trồng đúng quy trình kỹ thuật, phấn đấu trồng xong trước ngày 10 tháng 11 thực hiện trồng cây khoai tây và các loại cây rau màu trong vụ đông là bước chuyển mới trong sản xuất nông nghiệp của huyện, không chỉ nâng cao nhận thức của nhân dân, dần xóa bỏ thói quen gieo trồng một vụ mà còn góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất, từng bước xóa đói giảm nghèo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.